làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhớ con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi,
con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Xa xăm nơi miền xa xăm, đôi nó ấm lành đêm nằm nhỏ giọt mong manh. Thiếu đôi tay mẹ đêm lành còn ai chớ che. Khóc mẹ nhiều lắm, khóc ơi mẹ tôi xa rồi. Khóc mẹ à ơi, thiên thu xa mẹ ngàn khơi. Ní non trăm chiều, nhớ mẹ chín chiều ruộng đau. Trẻ đâu nên tôi, mất mẹ con đành gọi mẹ trong giấc chiêm bao. Lá xanh trên cành nó buồn canh canh, gió mưa trong đời lá vàng mẹ rơi. Mẹ
trở về con với mẹ ơi, lắng trong sương mờ mẹ thầm thương nhớ mẹ xa mịt mù khóc mẹ ngàn thu, lắng trong sương mờ mẹ thầm thương nhớ mẹ xa mịt mù khóc mẹ ngàn thu. Đại diện con gái là hai lại để tàu chăm, xin mời kế tiếp thêm hai người con trai bước lên phía trước, mỗi người dâng một ly rượu, quỳ xuống dâng lên ngang trán giái gian giống hồn mẹ. Thình quang linh mộc điện vô không tới cùng không lui, giả hiệp bổn duyên có sanh thời có từ. Hôm nay các con đang quỳ trước linh sàng, đau lòng cho cuộc ly tan tưởng tàu xá rồi dâng lên cho mẹ. Tan chủ bay bình thân giai quỳ, hỏi có hay nghe lời điều tin kiếp quay trở về, hôn trong trần bao cuộc hồng trần xoay dần qua ngắn, khi phụ sinh tự tan mấy hồi chim bao theo đã lùng mơ màng trong một giấc nồng mà thôi. Còn đó bữa nay mất rồi, tang chủ kiền thiền lễ tạ ơn nhị bái. Bình thân giai quỳ mẹ ơi, ba ly rượu các con đã dâng lên cho mẹ, nhưng vẫn thấy đau lòng khi quỳ trước linh sàng. Nẻo âm dương kẻ
anh mẹ mà già tay tê. Bảo quá gây chi điều dấu bề, kiếp con người như bông phù du. Lời mọi thương biết thiên phàn cúng xong rồi đó là chén cơm giữa, lát là mấy đứa con mỗi đứa chia nhau một miếng ăn lấy cái đức. Đây ba con đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc tựa đây lòng, đây tình còn đồng trong tha thiết, ơn nghĩa chưa đền trả xong. Hôm nay các con phải quỳ trước linh sàng, nguyện cầu cho hồn mẹ được tiêu diêu về miền cực lạc à nhớ thương. Mẹ ra đi đi mãi mãi không về, âm dương đôi ngà muôn trùng cách xa. Xa rồi dâng lên cho mẹ. Tán chủ kiền thiền lễ tạ ơn nhị bái. Bình thân giai quỳ bước lên phía trước châm ba ly trà. Có nửa ly dễ bưng. Con gái cũng cũng hỏi không? Con xin thành tâm bao đang quỳ, mẹ nay đã biệt ly dương trần, con chưa đáp được mười ân mà nay mẹ đã qua phần còn đâu. Thảm thêm sầu làm con chưa trọn được câu sanh thành, từ nay mẹ đã khúc hình trước sau dân trẻ gia đình còn yêu. Con thơ dạy chích chiêu đâu còn như sống mà kêu con về nuôi dưỡng ao mòn chấm nôm dạy dỗ đâu còn cảnh tan cho con khôn lớn nên đàn không chấm. Rồi hai con được trưởng thành chưa hề bao đắp công ơn mẹ hiền, lễ thượng trà tất cả xá rồi dâng lên cho mẹ. Tán chủ kiền thiền căn quá hòa, các con đã dâng lên cho mẹ với tất lòng thành kính nhớ ơn. Sanh thành dưỡng dục tù lao, gia đình gánh chịu làm sao an lòng. Về thăm đâu còn thấy dạng hình, bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn. Tan xin dâng trà qua giai gia mẹ dùng coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng. Ư ngôi hồn mất đi đâu, kể từ giờ thấy mặt nhau đi bay. Bình thân giai quỳ, Nam mô Địa Tạng Từ Tôn, tiếp dẫn hướng hồn lai đáo lĩnh sàng thọ tài hương thực giảng sanh quyết định chân ngôn. Nam mô A Di Đà Phật, Đà Ta Già Đà Già Đà Điệt Già Ta A Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đi Đà Thức Đàm Bà Tỳ A Di Đi Đà Đại chúng Bồ Tát tác đại chứng minh tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm. Hôm nay mùng 9 tháng 9 năm Nhâm Dần, đệ tử chúng con một cùng tan quyến hiện đời tiền ảo dứt sạch nghiệp chướng tiêu tan, cầu cho thật bình bình an thân tâm thường lạc, cầu cho gia đình thịnh đạt quyến thuộc hương ninh, cùng ba giới chúng sanh đồng thành Phật đạo phát tan, và cúng mẫm côn cho vong linh đến đây đà viên mạng tất thành tứ bay. Nam mô Di Đà Phật, xin mời tất cả tăng quyến đứng lên xá lễ bình thân. Và xin thông báo cùng với tất cả tăng quyến là
anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay cùng gia đình đang quý kính mến. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã thành lập xong một chương trình tang lễ mà trưa hôm nay chúng tôi có trách nhiệm tiễn đưa linh cữu cho bà Châu Thị Phượng hưởng thọ 60 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm những phần việc như sau. Và sau đây ban lễ tang xin phép thông qua toàn bộ nội dung chương trình tang lễ, thời gian và công việc cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương cũng như tất cả quý bà con cô bác và gia đình đang quý được rõ. Chương trình lễ tiễn biệt bà Châu Thị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng như sau. Vào lúc 12 giờ 10 phút lễ nguyện hương. Lễ nguyện hương này là nén tâm hương tiễn biệt lần cuối cùng của tang quyến. Trong lễ nguyện hương, ban có tang sẽ mời lần lượt từ hàng anh chị em ruột của bà, anh chị em bên chồng, quý thông gia của bà, chồng bà, các con các cháu bà lần lượt theo lời mời của ban lễ tang sẽ thắp cho bà nén hương cầu nguyện lần cuối cùng trước khi tiễn linh cữu về nơi an nghỉ. Trong chương trình lễ nguyện hương vào lúc 12 giờ 10 phút, 12 giờ 25 phút lễ với linh cữu nguyện hương. Và xin có đôi lời phát biểu chia buồn đến từ đơn vị đội mai táng chạy hầm bảy tháng chúng tôi. 12 giờ 35 phút đại diện chi bộ ban nhân dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể có ấp hợp tác xã, xã Tân Hưng lên thắp hương và làm lễ viếng. 12 giờ 50 phút đội mai táng của hiệp múa lân sư để viếng chiếc linh cữu của bà và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ động quan. 13 giờ 10 lễ đánh pháo hoàng để trừ hết tà ma sát quỷ, tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. 13 giờ 50 làm lễ động quan, sau đó đến nguyệt là an táng hạ nguyệt cho bà vào lúc 14 giờ 10 phút. Vậy căn cứ vào chương trình lễ tang mà ban lễ tang vừa giới thiệu tất cả quý bà con cô bác được biết để tiến hành buổi lễ tang cho bà Châu Thị Phượng. Và bước vào chương trình lễ tang đầu tiên là lễ nguyện hương. Đây là nén hương cầu nguyện lần cuối cùng của tang quyến. Trong lễ nguyện hương này, ban tang sẽ trân trọng kính mời tất cả tang quyến chúng ta tập trung về phía trước. Tang quyến tập trung gồm có anh chị em ruột của bà, anh chị em bên chồng, quý thông gia của bà, chồng bà và các con các cháu của bà. Ngay giờ phút này chúng ta tạm thời gác mọi công việc lại, nhờ bà con hàng xóm tiếp giúp giùm. Ai có đội tang thì mặc đồ tang lên cho chỉnh tề. Chúng ta tập trung về phía trước linh cữu để làm buổi lễ nguyện hương. Thế thượng đang tồn bách tuế nhân, có nghĩa là trên đường núi có những cây sống hàng ngàn năm, nhưng trên đời khó ai thọ đến trăm tuổi. Nay vì mạng số mà bà Châu Thị Phượng đã thật sự xa rời chúng ta, xa rời bà con thân tộc láng giềng, xa rời chồng và tất cả các con các cháu. Bà đã đi hưởng thọ 60 tuổi. Đây đã đến chương trình nguyện hương. Gia đình đã mất một người thân, tổ quốc mất một công dân hữu hiền. Ơn tất cả thắp hương và nguyện cầu. Và mở đầu trong chương trình lễ nguyện hương, nén tâm hương tiễn biệt lần cuối cùng của tang quyến là nén hương đưa tiễn của anh chị em ruột của bà, một người anh rể và bốn người em có mặt ở đây. Vì vậy ban lễ tang xin phép chia làm hai lượt. Trước tiên xin mời người anh và người anh rể, đó là ông Trần Văn Thạch và ông anh rể đó là ông Quỳnh Quốc Phục. Dạ, trân trọng kính mời. Có rồi, thì người anh rể đó là ông Quỳnh Quốc Phục có mặt ở đây không ạ? Và cậu mắt tây thương này là tình nghĩa anh em đành nhìn thương ngăn cách, vì em đã về âm cảnh anh đã lại dương trần, thủ túc chia lìa cách biệt âm dương. Cháu mời cậu xá lệ thượng hương lên rồi trở ra ngồi bàn ghế dự chương trình tang lễ của em mình. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện hương của hàng anh chị em ruột của bà lễ tang xin trân trọng kính mời bốn người em ruột còn lại, đó là bà Trần Mỹ Xuyên, ông Trần Ngọc Dẫn, ông bà Trần Văn Diễm và ông bà Trần Văn Tấn là bốn người em chúng ta. Ông bà xưa cũng có câu, chúng ta ruột thịt chị em, giữ gìn thủ túc mạnh lành từ lâu, nhớ câu chị ngã thì em lăn, giờ này chỉ biết ngân ngân lễ sầu.
Rồi, để cầu các chị thắp nén hương để tiện người chị của mình về nơi an nghỉ. Rồi mà các cầu cầu các chị ra ngồi bàn ghế để dự lên cái việc tang lễ của chị mình. Ông bà xưa cũng có câu: chị em như tay như chân, cơ thể phải có đủ đầy tay chân. Ngày nay chị đã mạn phận ngậm ngùi tiễn biệt người về tận tiên. Và sau cái hương tiễn biệt của anh chị em rồi của bà, tiếp theo chương trình lễ miệng hương đến thời cái hương tiễn biệt của anh chị em bên chồng. Anh chị em bên chồng của bà theo sự cung cấp của gia đình, bà có 8 người em chồng có mặt ở đây. Người em chồng đầu tiên đó là ông bà Nguyễn Văn Thiết, ông bà Nguyễn Thị Tuyết, ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Lệ. Và trân trọng kính mời 4 người em chồng đầu tiên của gia đình. Thì có một người em bên chồng đó là Thu Măng. Và cô Măng có mặt ở đây. Và mời cô lên thắp cho chị dâu của mình nén hương cầu nguyện lần cuối. Ông bà xưa cũng có câu: không ruột thịt nhưng mà như huyết thống, nghĩa chị em gắn bó bền lâu, chớ thương nhau từ phở ban đầu, tình sâu nghĩa nặng bỗng đâu. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện hương của anh chị em bên chồng, thì bà lãnh đạo cũng xin trân trọng kính mời 4 người em chồng còn lại của bà, đó là ông Nguyễn Văn Hồng, ông bà Nguyễn Văn Cường, ông bà Nguyễn Văn Công và ông bà Nguyễn Thị Đào, là 4 người em chồng còn lại. Và trân trọng kính mời cô chú chúng ta tiến về phía dưới lên cửu thắp cho chị dâu của cũng có công. Từ ngày kết mối thâm giao, mặc dù không ruột nhưng là chị em, thân thương trọn nghĩa trọn tình, cả đời gắn bó giữ gìn bền lâu. Và tiếng khi lên rượu là các người em chồng của bà thắp cho chị dâu của mình nén hương cầu nguyện lần cuối cùng, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn của người chị dâu của mình sớm được tiêu diêu về miền cực lạc. Và kính thưa quý bà con cô bác kính mến, sau nén hương tiễn biệt của anh chị em bên chồng của bà, thì tiếp theo chương trình lời nguyện hương cũng là nén hương tiễn biệt của hàng anh chị em nữa, nhưng là anh chị em thân tộc cũng như cô cậu bạn gì. Chúng ta thắp cho người chị họ, người em họ của mình nén hương cầu nguyện lần cuối cùng. Ông bà xưa có câu: bà con chung một ông bà, thương nhau một bậc như ngày còn thơ, rồi nay phải chia cách hai bờ, cầu cho hồn phổi bơ vơ lạc lội. Và người kia lên đường của bà là anh chị em thân tộc, anh chị em bà con chú bác cô cậu bạn gì, thắp nén hương cuối cùng cầu nguyện cho người chị họ, người em họ của mình. Ông bà xưa cũng có câu chung ông nội cùng: hôm nay ông cảnh dương trần, ngậm ngùi đau xót tiễn người bà con. Và sau cái hương tiễn biệt của anh chị em thân tộc, tiếp theo chương trình lễ nguyện hương đến phần nén hương tiễn biệt của quý thông gia của bà, hay còn gọi là xui gia của bà. Vì vậy bà Lê Tăng xin trân trọng kính mời quý cô chú nào nằm trong phạm vi là thông gia của bà Cao Thị Phượng, hay còn gọi là xui gia của bà, nếu có mặt ở đây, bà Lê Tăng xin trân trọng kính mời quý cô chú chúng ta tiến về phía dưới linh cữu thắp cho người thông gia quá cố của mình nén hương cầu nguyện lần cuối cùng. Và phía dưới linh cữu thì có 2 người thông gia tiễn biệt người thông gia mình về nơi an nghỉ. Thông gia là nền tảng vững chắc để các con, các cháu xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc. Ngày hôm nay, những người thông gia còn lại chỉ biết ngậm ngùi nén hương tiễn biệt trên tay và cầu nguyện cái hương hồn của người thông gia của mình sớm được tiêu diêu về miền cực. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện hương đến phần nén hương tiễn biệt của người chồng suốt mấy mươi năm đầu ấp tay gối. Bà Lê Tăng xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bình, ông hãy đến trước linh cữu dâng ba nén tâm hương
ông lại đón lại tiễn biệt người vợ hiền về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ chồng suốt mấy quạt nồng ấm lạnh, từng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cùng chung tay nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay người vợ của mình bà Châu Thị Phượng không còn nữa, bỏ lại ông Nguyễn Văn Bình và các con các cháu ở lại trên đời này. Ông chân ba nén tâm hương tiễn biệt người vợ hiền về nơi an nghỉ, và ông hứa với hương hồn của vợ mình trọng trách nuôi dạy các con các cháu ông sẽ thực hiện từ đây trên suốt quãng đời còn lại. Và cầu nguyện của các người con ruột và cháu ruột của bà. Và trước khi các người con ruột cháu ruột lên trên nén tâm hương cuối cùng và lại bốn lại tiễn biệt người mẹ người bà về nơi an nghỉ, thì ba lễ tang xin phép thông qua nói về vài ý tình cảm của một người mẹ đối với đàn con yêu mến của bao giờ chảy ngược. Cả cuộc đời mẹ dành trọn cho con, trông theo các con từng bước chân đi. Mẹ hạnh phúc khi nhìn các con khôn lớn, không nhà văn nhà thơ, không giấy mực nào viết hết tả hết được tấm lòng của mẹ và cha. Trong kinh Phật có câu: nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Chúng ta đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng chữ thảo của các người con các người cháu. Trong giờ phút cuối cùng này, chúng ta dâng cho mẹ cho bà mình đây là nén hương cầu nguyện lần cuối cùng. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn của mẹ. Ta xin mời người con lớn anh Nguyễn Văn Gót, anh ấy cùng vợ cùng con của mình, chúng ta tiến về phía trước lên ta cầu nguyện. Cây khô đâu thể mọc trời, mẹ già đâu thể sống hoài như các con. Mẹ già như chuối trên cây, gió lai phải rụng con thời mồ côi. Gia đình mình xá lễ ba xá, chúng ta hưởng hương lên. Rồi các cháu hưởng hương lên, rồi trở ra cha mẹ thì quỳ trước, con cháu quỳ sau. Chúng ta lại là lại một lượt bốn lại để tiễn mẹ tiễn bà mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ bà mình bốn lại lại đi. Lại thứ nhất xin mẹ về chứng giáo. Lại thứ hai con xin đáp nghĩa sanh thật. Lại thứ ba cầu hồn mẹ sớm được tiêu diêu. Và lại cuối cùng mẹ con bà cháu mình đành vĩnh biệt. Gia đình đứng lên xá lễ mẹ bà mình ba xá. Gia đình mình tự do trở ra tiếp xúc bà con cô bác chia buồn cùng gia đình. Và tiếp theo chương trình lễ nguyện hương của các người con cháu ruột của bà, ba lễ tang xin mời anh Nguyễn Văn Viết, anh ấy cùng vợ cùng con của mình, chúng ta tiến về phía cửa thắp cho mẹ mình và nội mình nén hương cầu nguyện lần cuối. Và thường ngày càng chúng ta cầu nguyện rơi giọt lệ nhớ công dưỡng dục, nguyện cầu cho hồn mẹ được nhẹ nhàng nơi dương gian, cháu con vô cùng thương tiếc chốn suối vàng, xin mẹ hãy yên giấc nghìn thu. Gia đình mình xá lễ ba xá, chúng ta thường hương lên. Rồi anh cùng mẹ các cháu trở ra, cha mẹ quỳ trước con cháu quỳ. Rồi chúng ta lại bốn lại. Mẹ đã ra đi, đi thật rồi, đau lòng con kẻ lắm mẹ ơi. Chúng con xin cầu nguyện cùng Đức Phật phù hộ hồn mẹ chốn quỳnh tuyệt. Rồi gia đình mình đứng lên xá lễ mẹ bà mình ba xá. Gia đình mình tự do trở ra tiếp xúc bà con cùng tương đơn của các người con cháu ruột của bà. Thì bà lấy ta xin mời anh Nguyễn Văn Tý, anh ấy cùng vợ cùng con của mình, chúng ta tiến về phía dưới lên cửa. Xin được nhiếp ảnh gia của trại hòa nguyện của chúng tôi lưu hình làm kỷ niệm. Và kính thưa quý bà con kính mến, ông bà xưa cũng có câu: công cha
như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơn. Gia đình mình xá lệ ba xá. Rồi anh chị cùng cháu hai ba mình bốn lại. Rồi chúng ta lại bốn lại đi. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào nhớ mẹ thương cha, dưỡng sinh ơn tợ đất trời, cha khuyên mẹ dạy xin nhớ lời đừng quên. Rồi gia đình mình đứng lên xá lễ mẹ bà mình ba xá. Gia đình mình tự do. Dạ có bà, ba lễ ta xin mời anh Nguyễn Văn Nhí, anh tiến về phía trên linh cữu thắp cho mẹ nén hương cầu nguyện lần cuối. Chị Nguyễn Kim Thoa là người con gái Úc, anh em đi nè đứng ngang hàng nhau rồi dân hương ngang trái nguyện cầu cho mẹ. Công cha đức mẹ cao dài, cơ mang trứng nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Rồi hai em xá lễ ba xá, thường hương lên cho mẹ mình, rồi trở ra lại mẹ bốn lại để tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dưỡng dục sanh thành đời đời nhớ, phụ mẫu ân dài kiếp kiếp ghi, công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời chính tháng cư mang. Rồi hai em đứng lên xá lễ mẹ mình ba xá. Rồi hai em tự do. Dân đứng trên linh cữu của bà là ngủ rất đông các người cháu, có người gọi bà bằng cô bằng gì, cũng có người gọi bà bằng bác bằng thiếp bằng vợ dâu, cũng đang nằm ngồi nén hương thiện nguyện trên tay và cầu cho hương hồn cô dì bác thiếp vợ dâu của mình sớm được tiêu nhiêu về miền cực lạc. Rồi các người cháu chúng ta xá lễ thượng hương lên. Và số lượng các người cháu đông lắm, chẳng ai người này lại chồng lên người kia. Kính thưa bác thiếp cô dì, thương mà chỉ dắt nẻo đường thẳng ngay, chúng cháu xin ghi nhớ hàng ngày, xin dâng lên nén hương thơm nghĩa tình. Và tiêu chí lịch sử là các người cháu cùng ai thân hữu thắp cho cô cho dì cho bác cho thiếp cho mợ dâu của mình nén hương cầu nguyện lần cuối cùng. Cô bác láng giềng cũng như bạn bè thân hữu gần xa gia đình của bà Cao Thị Phượng cũng như ông Nguyễn Văn Mạnh, nếu có mặt ở đây, nếu có tấm lòng, bà ta cũng xin trân trọng kính mời quý bà con cô bác chúng ta giúp chút thời gian bước về phía dưới linh cữu để thắp cho người bà con hàng xóm láng giềng, người bạn bè thân hữu gần xa của mình. Nén hương cầu nguyện cho bà nén hương cuối cùng. Ông bà xưa có câu: bà con xa không qua láng giềng gần. Suốt ngày đi hôm qua thì cùng với những người hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đến giúp đỡ gia đình, thúng điếu chia buồn, và lát đây sẽ tiễn đưa linh cữu cho bà Châu Thị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật chí tình chí nghĩa với câu: bà con xa không qua láng giềng gần, câu nói nghĩa tình thật chí thân, tối lửa tắt đèn tình gắn bó, lá lành lá rách đỡ đùm nhau, sống trong cuộc sống được an lạc, vô bệnh vô ưu muôn việc nhà, tiếng trống ly tan tình hồi dung khúc, thương lòng người đau nhìn hằng cõi ấy biệt ly, người đi người ở đau sầu biết bao. Và sau nén hương tiễn biệt của bà con hàng xóm láng giềng,
bạn bè thân hữu gần xa gia đình, thì chương trình lễ nguyện hương thắp nén hương cuối cùng để cùng nhau cầu nguyện cho hương hồn của bà Châu Thị Hồng hưởng thọ 60 tuổi, sớm được giảng sanh tiên nhiêu về miền Cực Lạc. Chương trình lễ nguyện hương đến đây xin phép được khép lại. Và nơi lúc này đề nghị anh em trong đội mai táng trại học mai táng, anh em tập trung hàng ngũ chỉnh tề tiến hành làm lễ diễn cử nguyện hương và sẽ có đôi lời phát biểu chia buồn cùng gia đình đang quý. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa tất cả quý bà con cô bác và anh chị em cùng gia đình tang quyến kính mến, chúng tôi xin được giới thiệu đây là đội mai táng của trại hòm bảy tháng. Đội mai táng chúng tôi trưa hôm nay có trách nhiệm tiễn đưa lên cửu cho bà Châu Thị Hường hưởng thọ 60 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, và trước hết xin phép cho toàn đội thắp cho bà nén hương buồn tiễn biệt. Như là toàn thể quý bà con có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, cho phép chúng tôi được giới thiệu thêm một lần nữa, chúng tôi là đội mai táng đến từ dịch vụ mai táng trọn gói của trại hòm bảy tháng. Trưa hôm nay toàn đội cùng hết sức là vui vui khi phải nói lời phát ngôn cùng gia đình tang quyến và nói lời vĩnh biệt đối với bà Châu Thị Phường hưởng thọ 60 tuổi. Quý bà con thân mến, 60 năm qua bà Phượng đã sống với chúng ta trên trần gian này, bà cũng để lại trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu là tình nghĩa. Hôm nay vì số mệnh cho nên bà phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi, nhưng mấy ai tránh khỏi bùi ngùi xúc động khi phải đứng trước một hoàn cảnh phân ly tử biệt như thế này. Cho phép chúng tôi gửi đến dân tộc và gia đình cao quyến một lần nữa lời thành kính chia buồn sâu sắc. Trưa hôm nay được sự chấp thuận của gia đình tam quyến cũng như là sự cho phép của chính quyền ấp hợp tác xã Tân Hưng, đội mai táng được phép trở về đây kết hợp với gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tiễn đưa linh cữu cho bà Châu Thị Phượng về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Trước vong linh của bà, chúng tôi xin hứa chúng tôi sẽ nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ của bà hôm nay, và cũng không quên cầu nguyện cúng nguyện thất tổ phù hộ độ linh hồn của bà được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật, để tỏ lòng thương tiếc bà Phượng trước khi tiễn đưa bà về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin phép tang gia hiếu quý cho đội mai táng cũng được dành một phút mặc niệm trước linh cữu để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của bà. Một phút mặc niệm này chúng tôi cũng xin phép mời bà con hãy vui lòng đứng lên trong cái thời khắc thiêng liêng và linh thiêng này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy vui lòng đứng lên dành một phút mặc niệm hết sức là nghiêm trang cùng với đội mê tán để chúng ta cùng nhau cầu nguyện tiễn đưa linh hồn của bà Phượng trước khi ra ngoài thì nó đã yên nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời quý vị hãy vui lòng đứng lên để làm cái buổi lễ đưa tiễn tất cả chúng ta hướng về chân dung của bà. Một phút mặc niệm cầu nguyện xin được phép quý đạo. Thank you.
chị em tổ. Thưa quý bà con kính mến, vừa rồi là đại diện đội mai táng đại hội bánh khách chúng tôi xin có đôi lời phát biểu chia buồn cùng gia đình Tăng Quyến. Và kính thưa quý bà con kính mến, ngày tiễn biệt bà Châu Thị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng, thì ngoài tất cả bà con cô bác đến đây để chia buồn, thì long trọng hơn có đoàn viếng của chính quyền địa phương. Và ngay giờ phút này thì ban lễ tang xin trân trọng kính mời đoàn đại diện chi bộ ban nhân dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể của ấp hợp tác xã cũng như xã Tân Hưng, và xin trân trọng kính mời đoàn tiến về phía trước lên cửu để thắp hương và làm đại diện cho bà Châu Thị Phượng. Trân trọng kính mời đoàn. Mọi người cao tuổi của đơn vị địa phương bạn, thì trân trọng kính mời các cô bác chú các dì bên hội người cao tuổi ở Cần Thời theo gia đình cung cấp. Mời các chú các bác chúng ta tập trung về phía trước để ngồi hàng ghế đại diện cùng với chi hội người cao tuổi của ấp làm lễ tiễn biệt bà. Thì cũng còn thiếu sót chỗ mấy dì mấy cậu mấy cô bác của nội ngoại hai bên của chị ba, thì bây giờ sẵn làm lễ người cao tuổi này thì mời cô bác bước lên để làm lễ luôn ạ. Nhận được tin buồn của cụ Châu Thị Phượng và gia đình Tăng Quyến, nay đại diện chi hội người cao tuổi của ấp hợp tác xã chúng tôi đến để làm lễ tiễn biệt cụ theo nghi thức người cao tuổi của ấp hợp tác xã. Và để vào cái chương trình lễ thì xin mời chú Sáu em đốt nhang để nguyện hương. Về dự buổi lễ hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu là ông Nguyễn Văn Diễn là chi hội phó người cao tuổi của ấp hợp tác xã, ấp hội viên người cao tuổi của ấp hợp tác xã và các đơn vị của ấp bạn để về dự cùng quý quan khách. Quý cô bác hội viên, quý quan khách cùng đứng lên hướng về linh cữu để làm lễ mặt niệm. Quý ông khách tự do tuổi xã Tân Hưng và đại diện cho chi hội ấp hợp tác xã để trao tiền nướng mộ cho cụ Châu Thị Phượng, vậy xin mời đại diện gia đình tiền nướng mộ của cụ Châu Thị Phượng. Cụ Châu Thị Phượng gia nhập vào hội người cao tuổi hồi năm 2015, đến nay chi hội chi trả số tiền đúng hộ là 1 triệu đồng và một tấm giấy. Xin mời đại diện gia đình nhận. Ban đại diện hội người cao tuổi huyện Cái Nước, ban chấp hành chi hội người cao tuổi xã Tân Hưng, biểu dương kính thưa cao kiến cùng quý quan khách, kính thưa chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể ấp hợp tác xã. Nay chúng tôi chi hội người cao tuổi vừa nhận được tin buồn của gia đình cụ bà Châu Thị Phượng đã qua đời, đó là một sự đau thương rất lớn. Con lớn của gia đình và tập thể, hôm nay chi hội người cao tuổi chúng tôi kết hợp cùng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể ấp hợp tác xã, các ban ngành đoàn thể về làm lễ tiễn đưa tiễn biệt cụ Châu Thị Phượng. Thời gian qua chỉ còn đôi phút nữa thôi, tất cả quý vị cùng tập thể vô cùng thương tiếc đau buồn để tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng là một phút yên ấp hợp tác xã đã Tân Hưng. Kính thưa Tăng Quyến cùng quý ông khách, trong thời gian qua mặc dù cụ Châu Thị Phượng đã được gia đình thân tộc bà con lo lắng cải chữa thuốc thang cùng sự nhiệt tình các y bác sĩ cấp tiến, nhưng vì tuổi cao sức yếu cụ không vượt qua nổi với căn bệnh hiểm nghèo nên cụ được chúc hơi thở cuối cùng vào lúc 12:30 ngày 3 tháng 10 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 9 năm 2022 âm lịch nhân dần. Cụ đã được hưởng thọ được 60 tuổi, tứ hộ sanh lão tử, đó là quy luật tất nhiên mà tạo hóa sinh ra không ai tránh khỏi.
Cụ bà tên Trần là Châu Thị Thượng, sinh năm 1962, tuổi nhỏ sống chung cha mẹ, lớn lên tạo lập cho mình thành thân nhân những nhân vật và các xã Tân Hương. Dưỡng các con lớn khôn được yên bề nha bác. Chúng tôi quý văn cách cùng gia đình Tân Nguyễn. Hôm nay cụ Châu Thị Thượng đã sinh nhật, vĩnh biệt cõi đời, không còn gặp gia đình thân xóm làng, không thể nào quên được cụ thân ở. Cậu là một người công dân tốt, chắc luôn luôn chắc thành chủ trương đảng địa phương ở nhà nước. Đối với tổ chức người cao tuổi, cụ là một hộ viên gương mẫu, cụ thể hiện hết lòng thương yêu con cháu. Đối với dân tộc, cụ là người có uy công đức, cụ là người hàng xóm tốt bụng, sống hòa thuận, thương cỡ giúp đỡ nhau, tăng sản xuất và được mọi người yêu mến. Gia đình thân quốc mất đi những vị một người thân yêu quý nhất, không có gì sẽ được. Đó là một sự mất mát vô cùng to lớn cùng gia đình thân tộc. Hôm nay cụ Châu Thị Thượng không còn nữa, đã ra đi về cõi Việt Nam, những vị thân tộc sống đàn mong rằng tất cả chúng ta có mặt hôm nay học tập những tấm gương sáng của người và hàng mong cơ quý mong quan tài và thể xác của cụ bà Châu Thị Thượng nó còn hay giờ giờ nghỉ việc và có sự hiện diện của ông bà cô bác thì đưa tiễn cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dầu tạo hóa sanh ra và lực trời đã định sanh rồi tử, không ai sánh khỏi sự buồn vui xúc động trước cái cảnh vợ vĩnh biệt chồng, mẹ lìa con, cháu lạc đàn. Vợ chồng là nghĩa phu thê, tình phu thê cũng ước mơ sống đồng cực đồng sàng, thác đồng quan đồng quách. Nhưng hỏi ơi, vợ bỏ chồng đi trước, gãy đánh giữa đường, để lại cho người vợ, người chồng sầu khổ con ngốc tình thương, với các cháu con chờ đợi. Lần này chồng con dâu rể cháu chắc khóc cực nhiều mà tiễn đưa người vợ, người mẹ, người bà ra đi không bao giờ trở lại. Ngày rơi nhiệt nặng hùng thâu yên giấc, vậy trước giờ tiễn đưa lên cửa của bà đến nơi phần mộ chồng con dâu rể cháu chắc xin nghe đầu cuốn lại và cầu nguyện linh hồn bà sớm siêu thăng về miền cực lạc. Trước khi dứt lời, tôi xin đại diện cho hội người cao tuổi ấp hợp tác xã xin gửi đến trang viết lời chia buồn đau đớn nhất trên đời bé. Xin chào. Tôi đã làm lễ đến đây đã kết thúc, nguyện tặng trao quyền lại cho sự điều động. Trọng cảm ơn lễ viếng của đoàn chính quyền địa phương, đoàn đại diện chi bộ ban nhân dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể của ấp hợp tác xã cũng như các ấp bạn đã có chương trình cúng giếng cho vợ mẹ bà của chúng tôi một lần nữa. Tất cả quý bà con cô bác kính mến, tiếp theo chương trình lễ tang là thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ đến tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Và để nói lên bài cảm tạ gia đình này, ban lễ tang xin trân trọng kính mời cậu Quốc Tấn là một người em của bà sẽ thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ đến tất cả quý bà con cô bác. Xin trân trọng kính mời cậu Quốc. Quay đứng nhờ quay mặt quyền địa phương, quay đứng nhờ toàn thể quý quan khách có mặt trong buổi lễ hôm nay thì tôi cũng xin thay mặt cho gia đình là một đứa em của chế ba thì cũng không biết nói gì hơn. Thì trong những trước đây 2 tháng thì chế ba có lắm các bệnh hiểm nghèo thì gia đình đã nhiệt tình chồng con để nhiệt tình để cứu chữa, nhưng mà căn bệnh quá hiểm nghèo không thể cứu chữa được. Thực ra chế ba tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào 12:30 ngày 8 tháng 9 âm lịch
thì qua những ngày mà tang lễ thì tôi cũng thấy cô bác gần xa đã đến đây để phúng điếu, để chia buồn, để tiễn đưa linh cữu của chế tôi về đang nghỉ cuối cùng, thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Thì tôi cũng xin là thay mặt cho gia đình xin cảm ơn và cảm tạ tất cả cô bác bà con đã đến đây để chia buồn. Thì trong lúc tang gia có điều chi thiếu sót thì xin cô bác niệm tình bỏ qua, và khi chôn cất chế ba xong thì cũng xin thay mặt cho gia đình thì xin mời cô bác ở lại dùng một bữa cơm, đó là một bữa cơm thân mật của gia đình, để kính mời để cảm tạ cô bác một lần nữa xin hết. Cậu Út Tĩnh là một người em của bà, thay mặt gia đình xin có đôi lời cảm tạ đến tất cả quý bà con cô bác cũng như chính quyền địa phương các cấp đã giúp đỡ cho gia đình trong suốt thời gian qua. Và kính thưa tất cả quý bà con cô bác kính mến, như lời giới thiệu ban đầu của ban tổ chức lễ tang, trước khi tiễn đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ cuối cùng thì đội mai táng trại hòm bảy khái chúng tôi xin có một hiệp múa lân sư để diễn linh cữu và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ động quan. Xin phép được bắt đầu. Mọi người đâu có hung, từ bữa nay chuyện chơi hung báo không nói trước đâu có biết.
ơi dập lửa thâu địa ơi quá tay tao ơi bên ông thấy không thâu địa cho anh em chúng ta cớ bị cái dĩa để vô dùng ông dĩa chép đi để đợi nhắc một cách cùng tình để tâm dĩa đang đồ nhóc thân cho anh nè thâu ơi con cô bác đã quan tâm theo dõi. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa tất cả quý bà con cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, kính mến. Phần tiếp theo chương trình lễ tang đó là bài ca tiễn biệt. Bài ca tiễn biệt thì hồi nãy đơn vị bên đội mai táng có đem lại phần ca tiễn biệt rồi, nhưng phần ca quan âm cầu siêu thì không phù hợp với gia đình. Gia đình không cho phép ca quan âm cầu siêu. Vì vậy để thực hiện ra chương trình ca tế tiễn biệt hôm nay là ca tế tiễn biệt gia đình, ban lễ tang xin trân trọng kính mời tiếng Úc, tiếng hát của anh Úc Tuấn. Anh Úc Tuấn là em của bà Trọng Thị Phượng. Trong giờ phút tiễn biệt người chị về nơi an nghỉ cuối cùng thì anh xin phép ca một bài để tiễn chị về nơi an nghỉ. Xin mời anh Úc Tuấn ạ. Chế về nơi an nghỉ cuối cùng thì em cũng xin ca tiễn chế một bài. Đó là bài Nhớ Mẹ. Không cha không mẹ như đàn
Thank you.
đi ta đây có khuôn mặt bê xê, bụng lớn thận to, bảo tự nhiên quan khổ địa. Nhìn thấy tướng cái khổ địa chả, tai tai nghe có tiếng trống gần gian, lại có tiếng than khóc. Vậy để khổ địa da da tôi tới đó xem hẳn nào. Địa đà mất thấy nào phải tay nghe sao tôn gia chủ một quan tài chính xác. Vậy ta mau trở lại gia đài thiện lương tướng thờ an trở lại. Bộ nhà mà đạo kim thánh
Lâu quá không đẹp. Trời ơi, thổ địa chuyển qua giai đoạn này sửa lộn kiếm tiền bà con cô bác cho mấy thổ địa vài chục đi. Một con cháu 20 ngàn hồi nãy. Ê, lâu quá trời không đẹp. Cháu em đánh bài ăn trả. Dạ. Dạ. Có người trả là thôi. Đánh lên. Anh chú này sao bệnh hậu tao con liền. Mấy mày trả cái mã. Đừng có trả cho đi em. Trời, ta đã ẩn máu mày.
bây giờ hôm nay bây giờ tao làm gì? Nghe cái đội yêu ấy cướp đoạt chiếc quan tài. Vì sao? Hãy cho đội xuất nghiệp. Nhà ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến nơi này để làm gì? Ta xưng danh là ngươi được biết. Làm gì mà nói? Chúng ta đây mới là chúa đó. Chúa động ra hoàng. Chưa chết sao? Từ đâu đến? Ta đã ẩn náo thị liêm động. Sao phải thị liêm động? Đến nơi này để làm gì? Ta độc lệnh của cha chủ về đây bảo vệ một quan là vô giá. Nếu anh em nhà ngươi cướp đoạt được chiếc quan tài đó, chiến dụng của anh em ta, thì anh em ngươi đánh thắng ta mới có quyền đoạt được quan tài. Nhà ngươi giỏi lắm. Phó tướng nghe lệnh, hãy mau lãnh cặp đuốc thiên này, tiêu diệt cái tên chúa động ma hoàng, xách về nhà uống tẩn, hầm củ cải muối chiều nhậu. Phó tướng lệnh nhiệm vụ này, đóng tài trong khu vực của chúa này mà. Thì em cũng nổ.
Không, không có cái cây này. Thấy mẹ mày con ơi. Trời ơi, đánh dở cậu Thường đi rạp tới gấp mấy ngày nay. Cẩn thận cậu Địa ơi. Ê, là ai? Cái chị em chết làm sao? Căng rồi. Ơi, 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 ngoài ra cho càng cây tao mới chịu. Ngọc cái đầu lên lấy được con chó. Ờ rồi nó hổng chịu vậy. Thấy vậy dắt cái đầu đi vô đây không? Ờ dắt cái đầu vô vậy. Vừa lấy cái đại đầu nó chém tướng nhà luôn nè. Sao? Sọt cho cái đứt ta đã vô ta đã bạc cho cái trò nhà luôn. Vì sao? Ở chỉ huy thôn địa luôn có hồi thôn địa tới thôn địa hồi quá luôn quá mà con ơi hồi địa nhiên là chúa động đâu mà chết luôn đỡ 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 con kia là quốc nội đây đó con đem thù đó đem nội này chạy ngược mình vô chạy không có kịp ông nội ơi làm gì tay cung dữ vậy ghi ngủ mới thấy ông nội ông tỉnh rồi nên xin cốc rượu uống cho mất cung tay ơi trời ơi là trời bữa nay nó quách thiệt luôn rồi mày ơi hết ngủ rồi trời ơi nãy với xuồng tôi giật rồi quách nhẹ nhẹ thôi trời ơi cái đá nó hứng đúng gì lòng đó quách kiểu này sao mà bệnh hậu có con mà liền cho biến mồi vậy? Cho thêm 50 ngàn nữa. Kiểu này sao lại không bệnh hậu tao con mày liền đáng trả là có 50 ngàn quách như con không đẻ mày. Đứng đây đâu coi cái đầu anh có bị gì không? Trời ơi kêu mày coi phải chứ mày bẻ cổ đâu? Trời ơi trời. Tét được bây giờ. Tét bét cái đầu à. Điện cho taxi vô chở đi ra ngoài bà bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam sẵn phụ ông nội ơi đâu làm chỗ này. Nói trời thôi chúng cho nó đỡ mệt ông nội ơi. Điện Tề Thiên đi. Điện Tôn Ngộ Không đi. Kêu Tôn Chư Bộ xuống nè cái di động đâu. Di động hôm nhậu hết tiền cầm rồi. Trời ơi là trời có điện thoại đi làm ăn mà nó cũng cầm nữa. Điện thoại này biết điện tới Tây Phương không? Nửa đường tới đâu? Tây Ninh. Trời ơi đi tới đâu? Tây Ninh sao rước đi xe ôm vô 50 ngàn cho trả ở chỗ trả số mấy 0919909000 có có cho tao 50 ngàn thì mới có rồi ngồi hoài luôn không có tiền chút về nhà cho ông được đó ừ mày có ông nào cầm nước bẻ bấm như mời ông Phước đi lưu hình lưu hình không à không có biết chữ dốt đi làm đồ tì em bảo ơi sao gọi lưu hình thấy được thì xài lâu rồi phải mùi mò chứ gán kiếm đi có vệ sinh nào chưa chưa mày làm gì vậy để vệ sinh nó đâu vệ sinh bằng gì ấy trời ơi trời nó le lưỡi nó liếm cái điện thoại bỏ dưới sầm xuồng thuốc quá thằng Mỹ nhỏ thì lại dơ còn hơn Mỹ khác nữa trời sẽ tốt vậy công nhận nước tẩy để tốt thì tẩy một khoát còn cái ba bàn bầu đâu có bà giác cái binh khí chờ bà trời ơi bà vợ bị khám cầm cái thổ trà quét nhà binh khí cái thổ gì đây. Ông nội bắt giới đi nhậu với ông đầy chùa hôm chìm xuồng ngoài cống hơn hôn lên đây bệnh điện ông nội đó điện Tề Thiên đi vỡ cao cao lên cái thùng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại. Cái lúc dầu sôi lửa hỏng như thế này mà điện không được đó trời.
Mày điện lại quận nước coi, dỡ cao cao lên. Để biết sao điện được rồi. Sao? Sủi lơ để sao điện. Kéo đầu nó lên. Rồi. Đó. Khẩu chua rồi đó phải không? Đầu đó là có nhiều làm không được. Alo, ai gọi tôi đảo? Tôi có đó. Trời ơi, con này sư phụ ơi. Gọi ta có gì không? Di quan ấp hợp tác xã gặp con chúa động ma hoàng, nó quánh te tua tơi tả tới tấp tét cái đầu luôn rồi. Gì hả? Sư phụ đang ở đâu? Ta đang ở nhà bấy khác nè. Làm gì vậy? Đang ngồi nhậu với vợ bấy khác. Trời trời. Có mặt giấy không? Có, đang ngồi nhậu đi với ta nè. Nói nghe này vô đây chủ nhà nãy nhậu không có tốn tiền. Gì hả? Đủ bắt giới vô luôn. Được rồi, ta sẽ đến nè. Tiễn kỹ nghe ông nội đi về, vợ ta bị quánh mấy lần rồi đó. Biết rồi. Cầu tiên sư trợ ta. Mấy cô mấy chị ơi, bắt tay bắt giới, thấy mấy cô mấy chị phải bắt tay chào trời quá thật. Thôi đi vô đây bắt giới. Trời ơi, tôi thành chánh quả rồi. Ở chợ tôi mấy ngày năm thành chánh quả rồi, hút đất rồi. Gặp lòng bạn gái ra coi. Trời ơi, nè, nè, ơi, ơi, trời ơi mẹ ăn sao lỗi chân tới rồi chân sư phụ ơi, bản thân nó tới rồi. Trời ơi bản thân này đẹp trời, còn người đẹp không, bản thân tới mà không hay chết rồi mất rồi. Sư phụ đánh tay không luôn. Chú đậu bao giờ cái mặt tay không to, lấy cây này. Đậu hò lấy cây đó. Một cây đó sư phụ ơi. Điểm luôn đi. To chết luôn. Đây sư phụ, đây sư phụ, đây sư phụ. Hết chứ. Nhìn theo chú ta. Bên tay. Đây luôn. Oh.
ăn lửa. Bán vé số. Được rồi. Quýnh là không nên. Ai kêu mày qua đây quýnh sao nãy giờ? Ai kêu qua đây với tao? Ai kêu? Bán vé số. Ai kêu? Anh em không từ từ. Nói là chết liền. Thay cái đường thay. Vâng. Ai? Ai? Thay chùa. Thay chùa kêu chồng. Mày nghe là đi chùa đó với tao. Phan. Làm gì? Đi rửa tất cả. Ở chặt đầu đi. Tôi bị thì ép không nè. Nó lạnh đồ. Hết rồi. Đừng nói là lạnh đâu không chết liền. Trời ơi. Trời ơi. Sao? Tôi bị đi toàn cuộc. Ở đâu vậy? Dưới hai. Ông nội ơi, khi đổ cục đó lạnh xuống dưới hang bóc ngay cục đó. Cái nào tạo dưới hang cục mới lớn được chứ. Rồi bóc còn bậy vợ đâu mà chúng mới quỷ cái sao? Ôi chặt đầu đi. Phan. Đi. Trả thù. Thù gì đó. Thôi. Như con nhớ không? Nhớ rồi. Thấy mẹ mày rồi. Ê, trời 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 nhẹ. Trời ơi. Anh nhẹ anh em quýnh lộn vô này nè nha. 50 ngàn cũng nhẹ nhẹ lắm. Mày nghe lặng thầy chùa vô đánh với tao. Đánh với tao. Ê, chết luôn hả? Tao không đánh mày, ông Mỹ Khánh không trả tiền cho tao. Tôi đi thầy chùa vô. Chặt đầu chứ. Những trước khi đi vào buổi lễ động địa y quan, xin phép cho toàn đội được quay quanh lại chỉ huy của các cụ nào trong phi phụ bốn lộ sau. Chuẩn bị hành lễ, kiếm lễ mái quan bắt đầu. Tiền sông tố trên mi, từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay trăm chiều nắng chiếu vai cầu. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu lời ru em đềm tha thiết từng đêm, dù cho gian nan khổ đau mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con trong lúc tuổi còn son, như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ còn lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài.
bỏ con trong lúc tuổi còn son, như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian trôi qua thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài, nhớ thương muôn đời. Ơi mẹ của trắng mái đầu, nhiều khi trời mưa trời nắng bao khó khăn cứ theo chân mẹ, nhiều khi trời đông gió rét mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con, nước mắt tuôn trào nhớ mẹ biết bao, lòng khát khao được sống bên mẹ hoài, để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được chăm sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi xuôi dàng, lúc sinh thời thì con còn thơ bé, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã xa rời. Bao đêm dài âm thầm con khóc, cõi hương cho mẹ thay nỗi nhớ.